Cả hai ứng cử viên Tổng thống Honduras đều tuyên bố chiến thắng, tin từ Tegucigalpa. Ứng cử viên Tổng thống của đảng bảo thủ cầm quyền đã tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử ngày hôm qua dựa theo kết quả sơ khởi, nhưng ứng cử viên đối lập cũng tuyên bố mình là người chiến thắng. Giới chức bầu cử cho biết, với số phiếu đã đếm, ứng cử viên Juan Hernandez của đảng quốc gia nhận được 34% số phiếu. Ứng cử viên Xiomara Castro là phu nhân của Tổng thống José Manuel Zelaya bị lật đổ, nhận được 28.5% số phiếu. Kết quả chính thức hy vọng sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Hai ứng cử viên có chủ trương khác nhau đối với quốc gia sản xuất cà phê nhiều nhất ở Trung Mỹ và là nơi trung bình cứ mỗi 100.000 người dân có 85 người bị giết. Bà Castro là ứng cử viên của đảng Libre, tập trung các nhà chính trị thiên tả, các nghiệp đoàn và các nhóm người da đỏ, tuyên bố sẽ thành lập lực lượng cảnh sát để đối trọng với ảnh hưởng của quân đội. Bà Castro tuyên bố rằng, dựa theo con số nhận được từ các phòng phiếu trên toàn quốc trong ngày hôm nay, bà sẽ là tổng thống của Honduras. Bà Castro hứa hẹn sẽ tu chính hiến pháp, có thể làm cho thành phần doanh nhân ở trong nước tức giận. Phu quân của bà là cựu tổng thống Zelaya đã bị lật đổ trong năm 2009, cũng vì muốn tu chính hiến pháp. Ông Zelaya lên làm tổng thống Honduras trong năm 2006, vốn là người bảo thủ, nhưng đã nghiêng qua phía tả vì ảnh hưởng của Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela. Khi ông định tu chính hiến pháp, phe đối lập cho rằng ông ta muốn làm tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tối cao pháp viện đã ra lệnh cách chức và quân đội đã buộc ông ta rời khỏi nước. Nhưng Hoa Kỳ và các nước khác coi việc này là một vụ đảo chánh.